Thưa quý vị, dược hải trình dài, ngang trùng sống dữ, những phần quà Tết đã được các tàu dùng 4 hải quân trao cho quân và dân trên đảo Trường Sa. Không chỉ đơn thuần là vật chất chăm lo cho bộ đội đón Tết, mà trong này còn có nhiều món quà tinh thần đặc biệt, gói trọn tình cảm của hậu phương luôn hướng về nơi đầu sóng. Lần thứ ba trở lại Trường Sa, ngoài hành lý, thiết bị tác nghiệp, nhà báo Đặng Thị Phương Qua, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang đem theo nhiều quà Tết. Trong đó có tay chua, măng khô, bánh tam giác mạch, toàn là đặc sản địa phương nơi địa đầu Tổ quốc, gửi tặng cán bộ chiến sĩ ở đảo xa. Đây là những cái món quà cũng như là cái tình cảm của người Hà Giang. Tức là đây là tôi mang cũng có những cái đặc sản là mong là, tất nhiên là quà Tết thì các bạn đấy sẽ có các cái vùng miền, và đây là cũng tôi cũng muốn là cái món quà của những người dân nơi cực Bắc, nơi biên giới cực Bắc Tổ quốc gửi gắm đến cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa, và cũng là mong là cán bộ chiến sĩ quân và dân đảo Trường Sa luôn bảo vệ vững chắc từng cái tất sải biển của Tổ quốc, và cũng là mong là các anh là luôn có một cái Tết đầy đủ đầy hơn. Cháu yêu chú bộ đội canh gác ngoài đảo xa, yêu màu xanh áo lính, mang trên vai khẩu súng. Chú hiên ngang canh giữ bờ biển của nước ta, không quản ngại nắng mưa, chú vẫn luôn đứng đó, mang trong tim Tổ quốc, giữ vững nền bình yên. Con chúc các chú đón một năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn mạnh khỏe để có sức bảo vệ Tổ quốc. Cháu cảm ơn các chú. Người lính trẻ Trường Sa với gương mặt rạng ngời hạnh phúc khi cầm trên tay những dòng thư nắng nót, những lời thăm hỏi ân cần, những lời chúc mộc mạc, bức vẽ thân thương mà chính các cháu học sinh nhỏ tuổi làm tặng cho các chú. Khi mà tôi nhận được cái lệnh công tác tại Trường Sa, thì có một người bạn rất là thân thiết của tôi là cô giáo Vũ Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2 trường tiểu học Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, rất là vui mừng và đã ngỏ ý là sẽ gửi một chút tình cảm ra đến với các chú bộ đội ở ngoài đảo xa. Và đến khi tôi đi thì tôi thấy rất là ngạc nhiên khi mà cô đã trao cho tôi một tập các con học sinh đã viết, vẽ và thể hiện bằng những cái hình ảnh như thế này ạ. Những bức thư có thể là các con làm, rồi là các con có thể sưu tầm, và các con đã kỳ công là cắt, dán rất là kỳ công. Khi mà trao cho tôi thì cô Thủy chỉ nói một câu là những tình cảm của chúng em là rất là thật và chỉ có thể thể hiện được như thế này thôi. Giờ rất mong các chiến sĩ ở ngoài đảo xa đón được một cái Tết đầm ấm, yên vui và lúc nào cũng cảm thấy là đất liền rất là gần với cả đảo. Đoàn ra thì chúng tôi như được trở về nhà, được gặp lại những người thân ở trong gia đình. Cảm giác rất là vui sướng. Và qua đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc tới đất liền, lời kính chúc bình an và đón một cái xuân thật là đầm ấm vui vẻ. Và luôn tin tưởng rằng là chúng tôi ở nơi tuyến đầu Tổ quốc sẽ luôn vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc bình yên biển đảo để bà con được yên tâm đón Tết. Những món quà mộc mạc bình dị nhưng mang hơi ấm của đất liền, gửi trọn sự cảm phục, trân trọng, biết ơn những hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp thêm mùa xuân vui tươi, đầm ấm và sức mạnh tinh thần để các anh có thêm nghị lực vượt qua bão táp phong ba, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.